Xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay đi ra ngoài sau nhà tiếp tục hái trái cây nha mọi người. Bữa nay mình đi hái lê. Nhưng mà trước khi đi hái lê là giới thiệu cho mọi người mấy cây táo nè mọi người. Đó, táo này có nhiều lắm. Với lại đây là cây hồng. Và hôm nay mọi người phải xem hết video nha. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người những cái điều mà chưa bao giờ giới thiệu luôn. Mọi người sẽ xem hết video nha, coi hôm nay giới thiệu ở nhà mình có cái gì mà mình chưa bao giờ giới thiệu với mọi người nha. Mọi người hãy theo mình nha. Đó. Nhớ coi hết video nha mọi người. Bây giờ mình coi mấy cái táo nè mọi người. Bơm nè. Bữa nay nó đỏ nè, chuyển màu thấy chưa? Đỏ tươi nè. Đó nè thấy không? Sai ghê không? Nguyên cây này nay sai lắm mọi người. Đó. Đó, đây là táo. Đó, táo quá trời táo luôn. Nhiều trái lắm. Rồi, bên đây là cái hồng nè mọi người. Đó. Hồng. Nguyên một chùm luôn mọi người. Đó, thấy không? Một chùm này chắc mười mấy trái luôn á. Chắc hồng thì tới tháng 9, tháng 10 mới ăn tầng là nó vàng mà rụng lá hết mình mới hái được. Đó, bây giờ mình đi hái lê nha mọi người ơi. Mọi người nhớ hãy xem hết video nha. Bữa nay xem hết video mới biết là hôm nay giới thiệu gì nha mọi người. Đi thôi, mình đi hái lê trước. Sáng nay đi ra hái mấy trái lê Nhật mọi người. Cái lê Nhật có cây lê thứ hai nè. À, này nó chín quá chừng luôn rồi, đi ra dành ăn với mấy con ong nữa mọi người. Nhìn ong nè, ong nó chích quá trời luôn, cho nên mình phải đi hái luôn chứ không thôi là nó ăn nè. Cái này ong ăn chứ không phải là con gì nha mọi người. Nó ong lủng vậy nè, thấy nó nó ăn lủng như vậy mình phải hái hết. Cây này cây lê Nhật thứ hai, cái da nó nhám hơn mọi người, nhám hơn, nó không giống cây lê kia bữa mình hái. Nó này cây này có ít chứ không nhiều, chắc hái chừng vài chục trái. Nó cũng có chắc chừng 5-70 trái chứ nó không có nhiều như cây kia. Nó không có nhìn nó đặc nhẹt như cây kia mà mình trái bự, cái này là trái bự hơn. Đó, bây giờ mình hái thôi mọi người. Đúng rồi, để nó hư hết. Đấy nè. Nhìn nè. Đó. Cái trái nó lớn hơn trái kia mọi người. Trời sáng mát này ra hái chứ hồi nó nắng. Rồi mà ngày hôm qua thấy không có nhiều con ăn mà hôm nay bây giờ sáng ra nó quá chừng luôn, lủng mọi người. Mình thấy con ong nó bự lắm. Con ong bự chảng chứ không phải con ong bình thường, ong mật mình đâu. Nó bự gấp 2, gấp 3 con ong mà bự bằng ngón tay nè mọi người. Bự lắm. Phải nó ăn được, trái nó ngọt á. Ngọt liệm mà thành ra ong nó đục nó ăn. Nó hút cái chất ngọt của cái trái này nè. Nó đây nè. Nè. Trời ơi, cặp này bự ghê luôn nè. Cái cây này đang chiết nè mọi người, chiết thử ba nhánh nó ra rễ không? Đó, mới chiết ba nhánh. Đây nè, trời hai trái này nó bự ghê luôn nè. À, trái này mà cũng bị ăn luôn nè. Này nó ra chùm ha, cặp đôi. Đây là bơm nè, cái táo nè mọi người. Cái táo nó dê qua đây luôn. Táo nè. Trồng hai cây lê Nhật mà hai cây lê Nhật nó khác nhau, một cây thì da nhám, một cây thì da láng mọi người. Lê nè, tiếp tục. Nó bị hư mà cái này hư rồi nè. Hư rồi. Nè, trời cặp bự luôn. Mà mình trồng ở nhà mọi người nó không có láng tại mình không xịt thuốc rồi kia nó ui, nó rớt rồi. Nó không có láng, nó sần sao nhưng mà ăn rất là ngọt, rất là ngon luôn. Đó. Trời hư nhiều ghê luôn á trời, ông nó chích uổng ghê luôn á. Trời trái nó bự chảng à. Đây nè, nó bự chảng mà nó hư nè. Uổng ghê luôn. Cái trái này là trái cái da nó sần cái màu nó sần chứ nó cái màu nó cám cám mọi người, nó không có vàng tươi. Ô lại là uổng cái trái này hư hết trơn người ta. Ây da. Thôi rồi. Nè. Hư hết trơn, ổn quá. Đây nè, ăn hai trái luôn. Cái bị cái nhỏ. Đây cũng có mấy cánh hồng nè. Đây hai cái hồng, 4, 5, 6 cái hồng nè. Cây này cái hồng nè. Phía bên kia lê nè. Còn mấy cái đó rồi, đi xíu đây còn hai trái nè. Ông ăn hết trơn mọi người ơi, coi nè. Ủa ghê luôn đó, được rổ rồi nè. Cũng được như đây, cây này nguyên cây bự chảng mà có nhiêu trái này mọi người, nó không bằng cái kia. Đây mình ăn thử coi.
ăn thử trái lê coi nó ngọt dữ chưa người. Nhìn thấy chùm hồng thấy đã ghê luôn ta. Ngay luôn mọi người. Nó ngọt như đường vậy, bởi cho nên nó ông nó ăn là phải rồi, nó ăn như giống như nó hút mật vậy. Ngọt như đường à. Ngon ghê. Mà cái này nói chung mình tại cái loại này loại da nó nhám mọi người. Nên nó mình gọt vỏ chắc ngon hơn. Đâu thôi mình ăn cái vỏ nó hơi nhám. Ăn cái ngọt dễ sợ luôn. Ngon ngọt. Ngọt quá sao ngon. Rồi bây giờ là khoe cực phẩm rồi nha mọi người. Quay xuống đây. Đây là cực phẩm nha mọi người ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con gà mọi người. 6 con gà đang ăn mấy cái con luyện cho đồ ăn cho nó ăn dưới gốc, gốc này gốc bơm nè mọi người. Đó đây nè bơm nè. Mấy trái bơm bự chảng luôn nè. Cây bơm này cây bơm bự nè. À, có trái nhưng mà trái bự 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 không à. Đó mình rào lại mình nuôi gà ở đây nè mọi người. Bởi vì gà có trứng ăn quanh năm luôn. Sướng lắm. Trứng gà nuôi thả vườn mọi người ngon lắm. Trứng gà bio đó. Mà nó đẻ hoài luôn nha mọi người, nó bẻ quanh năm suốt tháng luôn á. Mùa đông á trời tuyết á vậy đó. Mà mình thả nó ra nó cũng đi ra nó đi lội trên tuyết này kia bình thường à. Đó nè. Ba con gà đen, ba con gà màu vàng. Đó. Gà này nuôi cũng được gần 2 năm rồi mọi người, mà nó vẫn còn đẻ bình thường, nhưng mà mùa hè nóng thì đẻ ít một chút. Đẻ mỗi ngày luôn. Sướng lắm. Mấy đứa nhỏ bên đây thích nuôi mấy con thú trong nhà đó mọi người. Gà, thỏ này kia đó. Đó, ra cho gà ăn thích lắm luôn. Nó ăn chắc no rồi hả Như? Chắc nó no rồi hả? Nó có ăn chút xíu thôi rồi. Chút xíu chắc nó no rồi đó. Sáng chắc ba cho nó ăn nhiều quá, nó no rồi. Đó. Cho gà ăn. Mày cho ăn bắp với lúa mì mọi người. Sao không thấy trong chuồng gà tới thui mọi người, mà cũng thấy trứng nè. Được 3 trứng mọi người. Đây nè. Mình đỡ cái chậu vuông vuông này cho nó vô đi nó đẻ đây nè. Trời lạnh mà nó cũng sống được bình thường nha mọi người. Nè, 3 trứng gà. Đó. Trứng gà mình nuôi ăn ngon lắm mọi người. Mình mua ở dưới nó lòng. Mình mua ở ngoài chợ là bán mắc lắm luôn á. Đó. Ba trứng, bữa nay có 3 trứng gà ăn đâu có hết. Nếu mà nó đẻ, nó chịu đẻ mà mỗi ngày mà ăn không hết luôn á. Mà giờ nó đẻ ít lại rồi. Đó. Đây là một cực phẩm thứ hai mọi người ơi. Em thỏ nhà mình của hai đứa nhỏ nè, nó mê lắm. Bắt ra không con? Bắt ra ngoài không? Bắt ra ngoài chưa? Nó không thích hả? Ủa, nó nhảy ghê, nó nhảy. Nó không thích cả sân hả? Nó không thích chứ nhầm. Mình đụng nó hả? Dễ thương quá. Quá là hai đứa chơi thỏ, hai đứa chơi thỏ nè. Nó sợ. Không ra đi. Thích không? Ừ, con bưng con nắm hai chân đó. Quá là, dễ thương quá. Dễ thương quá luôn. Thú cưng của hai đứa đó. Thú cưng của hai đứa đó. Dễ thương quá. Thích không đây nè? Nè thích thỏ không? À. Thích sao Như? Nó mềm hả Như? Lông nó mướt không? Em nó sẽ đi ra mùa. Rồi ca lan nữa kìa. Đó, hai đứa thích thỏ lắm. Thích ngày nào cũng ra vuốt thỏ cho thỏ ăn. Vuốt gian thỏ kìa nè. Cưng lắm luôn. Cho nó ăn không? Nó ăn lá không con? Nó không muốn ăn hả? Ừ. Ngày con cho nó ăn mấy lần nha? Ngày cho nó ăn mấy lần? Hai lần. Hai lần hả?
thú cưng đó, thú cưng của nhà mình đó mọi người. Thú nhân. Nhà có gà, có thỏ nha mọi người. Hôm nay đi ra sau nhà hái lê, giới thiệu mọi người mấy con thú cưng đặc biệt của trong nhà của mình nha mọi người. À, chưa bao giờ giới thiệu luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. À, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người hãy nếu mọi người thấy thích cái gia đình của mình, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ gia đình nhà mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Nào bye bye, chào bà cô chú đi con. Nó chạy rồi nha. Chào bà cô chú đi. Bye bye bà cô, chào bà cô chú. Nè, như nào nói chào bà cô chú nè. Bye bye bà cô chú đi. Xin chào bà cô chú. Nè, nói đàng hoàng. Wait. Nói đàng hoàng, nói đàng hoàng à. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Rồi, gió hết coi. Ê, ê, ông bà chị. Bye bye. Bye bye. Thỏ bye bye nữa kìa. Thỏ mắc mắc bye bye kìa. Dễ thương quá. Bye bye. Mình gió hết coi. Mình gió ông bà cô chú đi. Bye bye mọi người.